chấn động, bí mật cực sốc. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đúng tháng 11 âm lịch 2024, biết trước được mệnh trời, đến thời đổi vận, trúng số đổi đời, tiền tỷ về tay, vào nước đố đổ dách. Kính gửi quý cô bác, anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến. Khi ta đến với thế gian này, mỗi người đều mang trong mình những ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và viên mãn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một gia đình ấm êm, công việc ổn định, tài lộc dồi dào và cuộc sống luôn tràn đầy may mắn. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo như ý nguyện. Có những người sinh ra đã được hưởng những đặc quyền, sống trong nhung lụa, mọi thứ trong tay và cuộc sống như mơ. Ngược lại, cũng có những người phải đối mặt với cảnh nghèo khó, phải từng ngày chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình và trả nợ. Cuộc sống với họ luôn tràn ngập thử thách, những thất bại nối tiếp, đôi khi là gánh nặng nợ nần. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, khó khăn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Cũng như cây cối cần có gió để phát triển, con người cần trải qua những gian nan, thử thách để trưởng thành. Sau mỗi cơn mưa, luôn có ánh cầu vồng, sau đêm tối, luôn là bình minh rực sáng. Điều quan trọng không phải là bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần, mà là bạn có dám đứng lên và tiếp tục bước đi hay không. Đôi khi, những cú ngã chính là nền móng vững chắc cho những bước đi vững vàng trên con đường thành công sau này. Không ai có thể trưởng thành mà không trải qua sai lầm, và không ai đạt được thành công mà chưa từng thất bại. Để đạt được một cuộc sống như ý, không ai là không phải trải qua thử thách và khó khăn. Mỗi năm, mỗi người sẽ có những giai đoạn may mắn riêng. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, kết hợp với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, thì ước mơ sẽ thành hiện thực, cuộc sống sẽ trọn vẹn và hạnh phúc đến suốt đời. Vận mệnh không phải là điều đã được định sẵn, mà chính cuộc sống của bạn sẽ quyết định nó. Định mệnh của mỗi người đều có thể thay đổi theo thời gian, và quan trọng hơn hết là cách bạn đối diện với những thay đổi đó. Bước đi tiếp theo của bạn sẽ mang theo niềm tin, sự quyết tâm và tầm nhìn của riêng bạn. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, vốn mang trong mình tính cách kiên cường, mạnh mẽ và quyết đoán. Những người này không chỉ có khả năng lãnh đạo xuất sắc mà còn là những người luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, bảo vệ những gì xung quanh họ. Sự quyết đoán và lòng dũng cảm là sức mạnh giúp họ tự tin đối mặt với thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Họ không ngừng sáng tạo và khát khao phát triển bản thân, luôn tìm cách nâng cao trình độ và tầm nhìn để đạt được những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mặc dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, sâu thẳm trong họ lại là sự nhạy cảm, tinh tế trong cảm nhận về con người và xã hội. Cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ không thiếu những thăng trầm, những bước ngoặt đầy bất ngờ. Họ có thể đạt được nhiều thành công nhờ vào sự cần cù, nỗ lực không ngừng. Nhưng đôi khi, họ cũng sẽ đối diện với những thử thách nặng nề, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ để vượt qua. Dù vậy, với phẩm chất kiên cường và tinh thần lãnh đạo, người tuổi Đinh Tỵ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ và tổ chức mọi việc trong cuộc sống một cách chu đáo. Thưa quý cô bác anh chị Đinh Tỵ, có một vị thiền sư hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây?" Vị sư phụ đáp: "Con ngồi xuống tịnh tâm tha thứ hết cho họ." Vài hôm sau người đệ tử trở lại: "Con đã học được tha thứ cho họ sư phụ à, thật nhẹ cả người, coi như xong." Sư phụ đáp: "Chưa xong, con về tịnh tâm mở hết lòng ra thương yêu họ." Người đệ tử gãi đầu: "Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm." Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, bảo: "Tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy." Người đệ tử trở lại lần này, tin tưởng rằng mình đã học xong bài, và anh tuyên bố: "Con đã học được và ghi ơn hết, mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ." Sư phụ cười: "Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ." Quý cô bác anh chị Đinh Tỵ thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp cô bác anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều cô bác anh chị Đinh Tỵ đang theo dõi video
vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến cô bác anh chị. Thậm chí nhiều cô bác anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi nếu cô bác anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của cô bác anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác anh chị đang gánh cô bác anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống cô bác anh chị đang đương đầu cô bác anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm cô bác anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô bác anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của cô bác anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao? Dù trong giây lát cô bác anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà cô bác anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn cô bác anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Quý cô bác anh chị Đinh Tị thân mến, Minh Đường Tử Di không khuyên quý bản mệnh Đinh Tị phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của cô bác anh chị. Bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn, dù cô bác anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa thì cô bác anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cô bác anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được. Hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Đinh Tị thì cô bác anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Đinh Tị mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Cô bác anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Di luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Di xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Di sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, người tuổi Đinh Tị có tính cách sâu sắc nội tâm, thường khá kín đáo và hướng nội. Họ thường tỏ ra trầm lắng và có thể hơi khó tiếp cận, nhưng đó chính là phần của vẻ bí ẩn và nhanh nhẹn đặc trưng của con giáp này. Họ thường duy trì một sự ổn định trong tính cách. Điều này có thể được hiểu là sự lạnh nhạt. Họ thường rất quan sát và biết cách chờ đợi, không bốc đồng hay hấp tấp. Khi gặp vấn đề hoặc mâu thuẫn, họ thường chọn cách giữ im lặng, bình tĩnh và sau đó mới giải quyết vấn đề. Tuy là hơi khó gần, nhưng người tuổi Đinh Tị có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Họ có tinh thần ham học hỏi, cẩn thận, bình tĩnh và không dễ dàng bị chi phối bởi những tình huống khó khăn. Khả năng phán đoán sắc bén và lập luận logic của họ giúp họ nhanh chóng xác định nguyên nhân của các vấn đề. Một điều đặc biệt nữa là người tuổi Đinh Tị rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Dù trong đang tức giận, họ vẫn biết cách kiềm chế và giữ cho mình. Người tuổi Đinh Tị bẩm sinh đã lôi cuốn và nổi tiếng. Họ giống như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác về mình, không cách nào làm lơ họ. Ít nhất, tuổi Đinh Tị mong được bạn bè trong nhóm quan tâm và cộng đồng công nhận. Tuy vậy, con giáp này không hề ồn ào hay nói quỵt tuẹt đầy ác ý. Tác phong cư xử của họ cực tốt. Dù làm chuyện gì, họ cũng đều quyết tâm theo đuổi đến cùng, không quản khó khăn gian khổ. Tuổi Đinh Tị không thích cảm giác bị bỏ rơi. Họ ra quyết định vừa nhanh chóng lại vừa quyết đoán. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Tị 1977. Tháng 11 âm lịch trong năm được xác định là tháng Bính Tý, với nguyệt lệnh liên quan đến hai tiết khí là Đại Tiết và Đông Chí, ứng với thiên can Bính Quả và địa chi Tý Thủy. Đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa đông, khi khí lạnh trở nên mạnh mẽ nhất trong năm. Trong kinh dịch, tháng này tương ứng với Quẻ Phục, trong đó có một hào dương ở dưới, tượng trưng cho trạng thái âm khí cực thịnh, nhưng cũng báo hiệu sự sinh trưởng của dương khí, bắt đầu từ một điểm nhỏ, yếu, nhưng sẽ dần dần phát triển mạnh mẽ. Quẻ này mang đến một tín hiệu tích cực, báo hiệu sự thay đổi lớn sẽ đến sau những thời kỳ khó khăn. Về mặt khí tượng, tiết Đông Chí đánh dấu sự thay đổi áp suất khí quyển với sự xuất hiện của đợt lạnh mạnh nhất trong năm. Đây là thời điểm mà các loài động vật, thực vật và con người có xu hướng thu mình,
hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Vì vậy, đây cũng là lúc để chuẩn bị, tích trữ lương thực, củng cố nhà cửa, chuẩn bị cho những tháng mùa đông khắc nghiệt phía trước. Trong bối cảnh này, con người có thể tận dụng thời gian này để tích trữ tài nguyên, tăng cường sức khỏe và chuẩn bị cho một chu kỳ mới, giống như cách các lực lượng trong thiên nhiên đang chuẩn bị cho sự hồi sinh sau mùa đông. Tuổi Đinh Tỵ tháng này có địa chi gặp kiếp sát, song nhờ các thần sát may mắn như Tử Vi, Thiên Đức hỗ trợ mà giảm thiểu bớt hung hiểm cho con giáp này. Sự nghiệp có sao thiên ấn, bên cạnh đó cần đề phòng mất lộc do có tứ phế, hắn tán chiếu mệnh, dù lộc thần nâng đỡ nhưng bản mệnh vẫn bị hao hụt khá nhiều. Tháng 11 âm lịch này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy rẫy khó khăn đối với người tuổi Đinh Tỵ. Bạn cần phải xác định tinh thần cho mình để không đầu hàng trước nghịch cảnh, khiến những công lao trước đó của mình đổ sông đổ bể. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh dễ lạc mất phương hướng của mình, công việc bề bộn có thể khiến bạn cảm thấy bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Có một số người cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình, nên dễ có những suy nghĩ muốn từ bỏ, để mọi việc được đến đâu thì đến. Phương diện tài lộc cũng không xuất hiện điểm sáng trong thời gian này. Bạn phải đối diện với sự cạnh tranh, giành giật khách hàng của đối thủ. Nếu chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường, bạn dễ rơi vào cảnh bế tắc, chậm chân, khiến doanh thu có dấu hiệu sụt giảm. Tử Vi tháng 11 năm 2024 âm lịch thấy rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình, không thể tiếp tục đi theo hướng thiếu hiệu quả được nữa. Chuyện tình cảm cũng có nhiều trắc trở khi quan hệ vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi giả. Bản mệnh không nên trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy. Nếu bạn cảm thấy quá áp lực trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để thấy nhẹ nhõm hơn. Rất có thể, đối phương sẽ nhìn nhận thấy những điều bạn bỏ qua và đưa cho bạn những lời khuyên giá trị. Về phương diện sự nghiệp, tháng 11 năm 2024 âm lịch là một tháng đầy thử thách đối với người tuổi Đinh Tỵ, đặc biệt trong sự nghiệp. Đối mặt với những khó khăn liên tiếp, bạn sẽ cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng bước đi. Công việc đột ngột chất chồng, như những ngọn sóng cao dội dã ập đến, khiến bạn cảm thấy ngợp thở, không có đủ thời gian để dừng lại, nghỉ ngơi. Mỗi ngày trôi qua, như thể bạn đang đứng giữa một dòng chảy không ngừng, không thể thoát ra. Tuy nhiên, trong những thử thách ấy, lại ẩn chứa một cơ hội lớn lao, cơ hội để bạn khám phá và phát huy những khả năng tiềm ẩn bên trong mình. Đây chính là lúc để bạn rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành vượt bậc và tìm ra những điểm mạnh mà trước đó bạn có thể chưa từng nhận thức được. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn có thể cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt giữa một mê cung, nơi mọi thứ dường như chống lại bạn. Những khó khăn không ngừng đổ dồn, khiến bạn bối rối, mất phương hướng. Nhưng đừng để nỗi sợ hãi và áp lực che lấp con đường phía trước. Điều quan trọng nhất lúc này là khả năng tổ chức và lập kế hoạch một cách khoa học. Bạn cần tạo dựng một lộ trình rõ ràng, bước đi từng bước vững vàng để giải quyết từng nhiệm vụ một cách hợp lý. Hãy nhớ, không có gì là không thể vượt qua nếu bạn biết cách tìm ra phương pháp đúng đắn. Khi cảm thấy kiệt sức, đừng ngần ngại chia sẻ gánh nặng công việc với những người xung quanh. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn dũng cảm mở lòng. Và quan trọng nhất, hãy luôn duy trì thái độ tích cực, đừng vội vã từ bỏ. Mặc dù lúc này có thể bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng đừng quên rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, bạn có thể gặp gỡ những quý nhân, những người sẽ xuất hiện đúng lúc và chỉ cho bạn con đường sáng. Về phương diện tài lộc, tháng 11 không chỉ là tháng của thử thách trong sự nghiệp mà cũng là thời điểm mà tài chính của người tuổi Đinh Tỵ sẽ đối diện với không ít khó khăn. Trong những ngày này, túi tiền của bạn có thể sẽ không dễ dàng rủng rỉnh. Những yếu tố tiêu cực liên tiếp xuất hiện, khiến bạn phải luôn trong trạng thái căng thẳng, lo âu. Không những vậy, sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ và những tình huống không lường trước được có thể khiến bạn mất nhiều công sức mà vẫn không thu lại được kết quả như mong đợi. Đó là lý do vì sao, lúc này, bạn cần chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Dự phòng kế hoạch cho những biến động là việc không thể thiếu, bởi nó sẽ giúp bạn không bị rơi vào trạng thái bị động khi sự cố xảy đến. Dù khó khăn về tài chính có thể đè nặng lên bạn, nhưng hãy nhìn nhận một cách điềm tĩnh và khôn ngoan. Tài lộc không phải là thứ bạn có thể đạt được dễ dàng trong thời điểm này. Chính vì vậy, bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại tất cả những gì đã làm, tìm ra những điểm mạnh của bản thân để phát huy một cách hiệu quả.
đừng để mình rơi vào trạng thái lo lắng quá mức hay cảm giác bất lực. Hãy vững vàng, tập trung vào những mục tiêu lâu dài và dùng sức mạnh của bản thân để vươn lên. Với những người làm công ăn lương, tháng này có thể là một tháng ít có sự thăng tiến trong công việc và bạn có thể sẽ không nhận được những khoản thưởng đáng kể. Thực tế, những ngày này, mức lương cứng có thể là nguồn thu nhập chính của bạn. Vì vậy, việc chi tiêu cẩn trọng và tiết kiệm là rất quan trọng. Hãy tránh xa những cám dỗ chi tiêu hoang phí để bảo vệ tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, tài chính không chỉ đến từ thu nhập hiện tại mà còn đến từ cách bạn quản lý và sử dụng nó một cách thông minh. Về phương diện tình duyên gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Đinh Tỵ nhìn chung khá ảm đạm trong tháng 11 này. Dù là người có đôi có cặp hay người độc thân, bạn cũng nên nhìn nhận lại cách hành xử của mình. Có như vậy thì hạnh phúc mới ghé thăm. Với người đã lập gia đình, bạn chớ nên trút những bất mãn mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu người ấy. Cách hành xử nóng nảy vô lý của bạn rất dễ khiến cho nửa kia phải chịu tổn thương. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, bạn nên chủ động trao đổi, tâm sự với người ấy. Đối phương là người ngoài cuộc, rất có thể sẽ nhìn nhận thấy những khía cạnh mà bạn không nhìn thấy. Tâm sự với nửa kia chẳng những có thể khiến bạn thấy nhẹ nhõm hơn, mà nửa kia còn có cơ hội thêm hiểu về bạn, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Với những người còn độc thân, tính cách lạnh lùng, ngạo mạn khiến bạn tỏ ra khá xa cách với người khác giới, cho dù được người thân quen giới thiệu bạn cũng tỏ vẻ khá rừng rưng. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch khuyên, dù không hài lòng với người được giới thiệu đi nữa, bạn cũng nên có cách hành xử lịch sự hơn, chớ tạo ấn tượng xấu với người khác, tự tay cản trở vận trình tình duyên của mình. Về phương diện sức khỏe, may mắn dù phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống cũng như trong công việc, thì người tuổi Đinh Tỵ vẫn duy trì được sức khỏe khá ổn định. Bạn hãy cố gắng duy trì một nếp sống điều độ, chớ nên làm việc quá sức. Như vậy thì thể lực lúc nào cũng sung mãn, giúp bạn có sức lực đối diện với thử thách, khó khăn. Khi cảm thấy bản thân căng thẳng quá mức, bạn nên đứng dậy thư giãn, hít thở sâu. Nếu sắp xếp được thời gian, đừng ngại cùng bạn bè, người thân ra ngoài tận hưởng bầu không khí. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đồng thời các mối quan hệ cũng sẽ được gắn kết. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng tuần và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Đối với khách hàng, lựa chọn mua nhà mặt đất, hướng nhà được tính theo hướng cửa chính. Tuy nhiên, với khách hàng mua nhà chung cư, hướng ban công chính được tính là hướng của căn nhà. Vậy hướng nhà tuổi Đinh Tỵ 1977 hay hướng ban công phù hợp tuổi Đinh Tỵ 1977 cần lưu ý điều gì? Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết để gia chủ tham khảo. Đối với nữ chủ tuổi Đinh Tỵ 1977, các hướng xây nhà phù hợp bao gồm: hướng nam, diên niên, hướng nhà giúp gia chủ ổn định sự nghiệp, con đường làm ăn phát triển, công thành danh toại, có nhiều cơ hội thăng tiến. Hướng bắc, phục dị, đây là hướng nhà giúp nữ chủ nhân nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, đặc biệt từ gia đình, bạn bè, cả về vật chất và cả tinh thần. Hướng đông nam, sinh khí, hướng mang ý nghĩa đặc biệt về con đường công danh sự nghiệp, giúp chủ nhân nhận phúc lộc đủ đầy, kinh doanh thuận lợi, có nhiều cơ hội tham quan tiến chức, làm nên sự nghiệp lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Hướng đông, thiên y, trong phong thủy, đây được coi là hướng của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Hướng nhà này giúp gia chủ tránh khỏi nhiều bệnh tật, hưởng phúc về già. Đối với gia chủ nam tuổi Đinh Tỵ 1977, hướng nhà hợp tuổi bao gồm: hướng tây, thiên y, lựa chọn hướng này có thể giúp gia chủ đón nhận nhiều cơ hội mới, vượt qua bệnh tật khó khăn, đồng thời gia tăng dưỡng khí giúp sức khỏe dồi dào. Hướng tây nam, phục dị, đây là hướng cầu may mắn, bình an cho nam chủ. Theo đó, gia chủ nam sinh năm 1977, khi xây nhà hướng này sẽ nhận được sự tương trợ, giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Hướng tây bắc, diên niên, đây là hướng nhà phù hợp nếu gia chủ hướng đến phát triển công việc ổn định, gia đình thuận hòa, bình an, hạnh phúc. Hướng đông bắc, sinh khí, hướng nhà cầu phúc lộc, an khang, thịnh vượng,
giúp gia chủ phát tài phát lộc, kinh doanh thành đạt, công việc thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, để sinh khí, năng lượng cho bản thân và gia đình luôn dồi dào, tích cực, dưới đây là các hướng xây nhà mà nữ chủ và nam chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 cần tránh. Hướng nhà gia chủ nữ cần tránh: hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc, hướng Tây, hướng Tây Nam. Hướng nhà gia chủ nam cần tránh: hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông, hướng Đông Nam. Tử vi từng tuần tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Tỵ, tháng 11 âm lịch 2024. Khoảng thời gian rất thích hợp để tuổi Đinh Tỵ tiến hành các kế hoạch về hợp tác, ký kết kinh doanh. Mối liên hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ thúc đẩy hợp đồng được thực hiện một cách suôn sẻ. Bản mệnh sẽ có quý nhân là nữ mang tới những sự hậu thuẫn bất ngờ. Vận trình tài lộc có xu hướng tăng nhẹ vào cuối tuần, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở đối với người kinh doanh. Vấn đề chỉ là bản mệnh có tận dụng hết sức hay không mà thôi. Nhìn chung, cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Tuổi Đinh Tỵ có thể nhân đà này để mở rộng quy mô lớn hơn. Trên phương diện tình cảm, tuổi Đinh Tỵ có thể gặp nhiều may mắn, trong đó nữ giới sẽ được cho là gặp nhiều may mắn hơn nam giới. Có nhiều khả năng bản mệnh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới ngay trong tuần này. Hãy mở lòng mình nhiều hơn, tình yêu đôi lứa cũng được dịp hâm nóng. Dù thời gian khiến người ta dễ quên đi cách thể hiện tình cảm, nhưng cũng càng khiến hai người thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đó chính là bí quyết để gìn giữ mối quan hệ của cả hai. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam 1, 48, 55, 39, nữ 5, 61, 13, 78. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Tỵ, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Tỵ may mắn có điềm báo dưỡng dẫn quý nhân, nhiều điểm sáng, công việc trong tuần diễn ra trôi chảy. Có những khó khăn nhất định, nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, quý nhân dìu dắt vượt qua nhẹ nhàng. Cũng bởi những thành tích đạt được trong thời gian này, tuổi Đinh Tỵ còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây cũng là cơ hội để con giáp này phát huy được tất cả khả năng, trí tuệ và sự linh hoạt của mình. Thông qua những thử thách đó, bản mệnh sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Vận trình tài lộc trong tuần này khá dượng, nguồn thu mở rộng, người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn. Tiền bạc không phải là vấn đề phải lo lắng, con giáp này có thể chiều chuộng sở thích của bản thân một chút, nhưng nhớ đừng chi tiêu quá tay. Vận trình tình duyên ít có biến động, dù vậy bản mệnh vẫn nên chủ động hơn trong chuyện đôi lứa, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp chỉ vì sự do dự và nhút nhát của bản thân. Nếu cảm thấy có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài thì đừng chần chừ gì nữa, hãy sớm ngỏ lời với đối phương. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân, con số may mắn, nam 6, 06, 77, 82, nữ 9, 24, 43, 39. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Tỵ, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Tỵ tập trung cao, giải quyết nhiệm vụ khá nhanh, chất lượng, nhanh chóng lao mình vào để xử lý những vấn đề còn tồn đọng, với tinh thần làm việc hết mình. Bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn. Tài chính của tuổi Đinh Tỵ cũng báo về tin vui, giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc có dấu hiệu dưỡng nhất. Bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cầu tài, may mắn sẽ đem tiền về, cũng nhờ vậy để ra được một khoản tiết kiệm cho bản thân. Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ, báo hiệu những tin vui sẽ đến với tuổi Đinh Tỵ, dù là người độc thân hay các cặp đôi. Người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực. Đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó, cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén hạnh phúc. Trong khi đó, người độc thân có một tuần dưỡng duyên, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bản mệnh có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp.
các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân. Con số may mắn: nam 3, 95, 51, 22, nữ 3, 19, 84, 43. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Tỵ, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Tỵ nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc để tận dụng nguồn cát khí đang dưỡng. Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp bản mệnh thực hiện được những điều mình mong muốn với thành quả ngọt ngào. Đây cũng sẽ là một tuần tuổi Đinh Tỵ chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc ngày một vào guồng, khiến bản mệnh không còn phải lo lắng quá nhiều. Điều cần cố gắng bây giờ là làm quen với nhiều người hơn, mở rộng và phát triển các mối quan hệ cá nhân sẽ rất hữu ích cho tương lai. Vận trình tài lộc trong tuần cực kỳ dồi dào. Ngay từ đầu tuần, tiền hết rồi lại có. Con giáp này được quý nhân tạo ra những cơ may tài chính lớn đến bất ngờ. Bản mệnh giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo, nên không mắc sai lầm để tiền bạc của mình vào tay đối thủ. Tuần này vận trình tình cảm của Đinh Tỵ cũng có phần khởi sắc hơn. Tình duyên không còn là nỗi lo luôn thường trực trong lòng người độc thân nữa, vì con giáp này đã tìm được người tâm đầu ý hợp, thậm chí là có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Đời sống vợ chồng hòa thuận, yên bình và hạnh phúc. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc các tường: tím đỏ. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần. Con số may mắn: nam 3, 15, 57, 75, nữ 3, 60, 94, 02. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là dương cao, dương xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ. Ta bồi về cho nhân tâm ta, ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta. Vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báo sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng dượng. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên tinh tú này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn này cần chú ý vấn đề ăn uống, phòng tránh vấn tình trạng bị ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới, mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo.
cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, trong nhà có hỷ tính. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Dân, chương trình đến đây là hết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.